Hello các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Sĩ Kẹo đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một trip đi Tam Đảo. Trốn vào nhà dân đáy bọn ẻ, hay lắm. Đây là xe của tớ các bạn nhá. Anh em tớ đang đứng bên đường. Vãi gì nghiện à? Mày đưa đây anh nghiện với nào. Vãi lì cỏ quần này. Như cất em ạ. Như cất em. Châu luộc các bạn ạ, cái này là châu luộc. Con xe của tôi. Ô xe của tôi. Oh my god. Oh my god, nó bẩn vãi cả bíp câu ạ. Bẩn như châu luộc ấy. Anh tặng anh bốc khói này. Hả? Ơ đừng vứt ra đường ta đi. Nhưng mà chắc là tôi đứng ở ban công thôi. Không là ở dưới người ta bảo thằng dở hơi chết mẹ. Không ai làm thế cả. Không ai làm thế cả. Em tôi làm cái mẹ gì đây? Nói run người anh em ạ. Tin nó nằm rên. Thôi cởi chân ra em cho nó ấm. Nào cởi chân ra cho em cho nó ấm. Lại làm như thế. Đây, câu này tiết mục hấp dẫn này. Tôi có chuẩn bị từ trước rồi. Ở trên này đồ ăn hơi mắc xíu nên tôi khuyến khích anh em chuẩn bị đồ ăn từ ở nhà đi. Thế nào, người nhà mõm, Triển ơi. Hết lại con mẹ luôn. Hết lại con mẹ luôn á. Bỏ xuống ở đây này, với muối lạc nữa. Ăn này cho nó ấm cúng em ạ. Mở ra các bạn sẽ xem này. Thế nào. Oh, mẹ xương gà đâm vào tay. Úi dồi ôi, ngon chưa, ui đẹp bốc khói em này. Cái giấy bạc giữ ấm tốt phết nhỉ, đi từ Hà Nội này vẫn đang còn ấm, ui ăn sướng thôi rồi anh em ạ. Có thể với anh em luôn, ngon vãi cả nồi. Đây cái đùi đây, ui dồi ôi đang còn nóng nguyên. Ui nè. Ngon cái gì, ngon cái gì em ạ. Thôi tôi xin phép ăn nha anh em nhá. Anh em chắc là nãy giờ rất nước dãi à. Ok. A few moments later. Hello anh em. Đây là bữa
tối của anh em chúng tôi. Tôi tính là 5 giờ chiều về, nhưng mà nếu hiểu sao lên trên này kiểu lạnh quá, anh em phải ngủ. Dẫu thì con gà nó vẫn còn, ăn cho nó tiết kiệm mọi người ạ. Ở trên này tam đảo chặt chém lắm tôi thật đấy. Lại triển khai bữa tối. Con gà hai bữa sau bây giờ nó lạnh thế. Lạnh cực luôn ha. Nhưng thôi ăn thì không chết được đâu các bạn. Ngon mà, vẫn ngon. Gà này bây giờ nó khô rồi, kiểu không có mỡ ấy. Ngon ngon. Mời em muốn trà nhá. Tiến, ăn đi. Được mà. Nguội quá. À, gà lạnh mất luôn. Anh nghĩ cho trò này ạ. Cuộc sống thì chúng ta phải biết sinh tồn, em hiểu không? Đấy. Con gà thì bãi rác. Điên à? Có ai nhìn đồ ăn để bẩn bãi rác? Bãi cả luôn, nó kêu. Lợm ấm á. Đi mày. Đây, cả lồn cháy con gà. Người ta gọi là nấu rồi mà bị sóng. Nó bị sóng 4.0. Nó bị sóng được mà. Nhưng mà không biết có bị ung thư không nhỉ? Ung thư vãi lồn ra. Không sao đâu, so so tay tí rồi em. Anh nghĩ được rồi ấy. Bây giờ ăn thử xem nó ngon hơn không. Đây. Ui, cái gì đấy? Mời anh trải nghiệm trước. Không, thơm, thơm, không khét, không khét. Ăn được mềm hơn một tí. Được. Ngon mà. Công à, lạnh quay cả lìn. Tôi có mua được 4 cái kem không ạ? Đúng rồi. Trời đợt này ở đâu rồi, cũng có 6 độ anh em ạ. Cóng hết cả tay. Rồi, quay cho anh em xem. Trung tâm thị trấn Tam Đảo nhá, về đêm công nhá. Ok em. Anh kem mà có chết không nhỉ? Lạnh quay bíp. Ăn kem chưa lạnh. Với cả lìn. Ngon. Nói chung là trời lạnh 6 độ, thử thách của bọn tôi ăn kem không vấn đề gì cả, ăn tốt. Đi ngủ sống. Không ạ, thôi thôi cởi cái mũ ra. Đâu chào. Lạnh mất ra đầu. Âu, mày xong với mụn trên đầu anh. Đều hiểu kiểu gì mẹ thằng em xúc vật. Lạnh quá. Tôi về đến phòng khách sạn đấy các bạn. Thôi phải uống nước ấm luôn, uống nước trà luôn. Không viêm họng, chết cụ mới làm cho anh em cái thử thách. Run hết cả người các bạn ạ. Chương trình là tôi và người anh em đã về đến nhà rồi. Quay lưng cho anh em xem nào. Bẩn vãi cả gì nữa. Ok. Bye bye. Và có lẽ là hẹn gặp lại mọi người trong những Moto Vlog tiếp theo nhá. Let's go.